Alo alo alo. Alo. Đó, xin lời chào đến toàn thể anh em khán giả đã có mặt trên kênh sóng của Game Thủ Cam Quýt ở trong buổi đấu tối ngày hôm nay nhá. Xin chào tất cả anh em nhá. Và chắc đến với trận đi đầu giữa Game Thủ Hoàng Minh Cam Quýt và Truy Mệnh của anh ở trong khuôn khổ giải AOE Đại hội Quần Chiến vào tháng 9 2021 này. Và trận đầu tiên thì bên mình đang có một bài đấu cầm Zoman. Đầu Zoman đến từ Game Thủ Cam Quýt cầm MOBA và Hoàng Nhi là người cầm Egypt. Ok, rất ổn. Và không biết hiện tại chất lượng như là anh em ơi. Và anh em check cho em tiếng game nha, tiếng bình luận nha anh em. Đó, như là bên kia có một con Summer đến từ Game Thủ Hồng Anh và cũng là một Egypt đến từ Game Thủ Chí Mạnh như vậy. Sum và Egypt. Và theo tình huống soi quân nhanh nó như vậy. Vâng, xăm phô à? Đó, quay trở lại với trận đi đấu đấy nha anh em ơi. Đó, xin chào tất cả anh em và không biết là hiện tại âm thanh hình ảnh ổn chưa anh em ơi. Và anh em check cho em tiếng mic cũng như là tiếng game nhá. Và hiện tại khi mà trong luồng livestream này thì anh em có thể để chất lượng cho em là 1080 HD. Ở mạng khỏe đấy anh em làm quả 1080 HD luôn nhá. Và đây là Egypt đến từ Game Thủ Hoàng Mai Nhi và ta có con chém tuyển đến từ Game Thủ Cam Quýt. Và hôm qua thì hai Game Thủ ta ra quân và với mức phong độ đánh giá nó không cao và quân bài nó không ủng hộ nữa. Hôm qua thì ta thất thủ trước Game Thủ Nam Dương Kiêu với Game Thủ Anh Nhi với tỷ số là 5-8. Còn hôm nay thì còn hàng hai con hàng tiếp theo, đối thủ tiếp theo được đánh giá khỏe hơn so với cặp hôm qua, đó chính là Game Thủ Truy Mệnh và Game Thủ Hoàng Anh. À, tiếng game hơi to à? Ok anh em ơi. Vâng, như vậy là làm theo nguyện vọng anh em sẽ giảm tiếng game một chút nhá, giảm tiếng game một chút vậy. Đó, như là kèo đấu bi thầu với Chip Boy và người 98 thì cũng vừa thi đấu xong đúng không anh em. Đó, vừa rồi thì em cũng bận cài kênh mọi thứ và hình như là cũng chưa nắm rõ cái tỷ số như nào. Đây là bài Zoman rất nhiều voi đến từ Game Thủ Cam Quýt này anh em ơi. Đó, chào anh Long Trung Dũng nhá, chào anh Tùng Mèo nhá. Vâng, em vừa giảm tiếng game rồi, anh em check lại cho em nhá. Chào anh Tường Giới Thạch, anh Đỗ Đắc Quang nhá. Và hy vọng tất cả anh em vào anh em cho em tên bình luận cũng như tên chia sẻ anh em nhá. Cho anh em buổi tối vui vẻ. Đang gõ nhà điều kiện dành cho Game Thủ Cam Quýt. Rồi, kích bao nhiêu? Kích đời 9-36. Rất ổn áp với cái bài đấu này. Một bài đấu mà Game Thủ Cam Quýt có 4 voi về. 4 voi về bầy hươu đầu tiên. Đánh 22 dân rồi hơi tiếc một chút, trận đấu này người ta không phải là con pơ. Nếu như đây là bài pơ thì sẽ rất phũ phàng. Còn bên trước của cửa Game Thủ Cam Quýt như vẫn còn đang có một con đôi bầy sư tử. À xin lỗi anh em, chính xác là một con đôi sư tử đấy. Đôi sư tử và cộng với bầy hươu. Đấy, có thể ăn hoàng luôn. Quá nhiều đồ ăn. À Trung Thu đi đâu à? Ở Trung Thu làm kèo anh em ơi. Và anh em hôm nay Trung Thu anh em xem kèo cho vui anh em ơi. Và trong những cái kèo đấu, trong những kèo đấu giao hữu thì cặp Hồng Anh và Truy Mệnh thất thủ khá nhiều. Còn không biết là vào giải như thế nào. Và hiện tại thì Game Thủ Cam Quýt đang vớ được ngay hai dân này. Làm ngay hai dân ngọt sớt luôn. Và hình như đây là một bài đấu Hồng Anh đang muốn đi dâng thì phải. Không biết là như thế nào, nhưng đang là một tình huống ăn được hai dân của thủ màu 2. Và con giò được bạn đang chịt ngay ở đây. Và đó chính là Game Thủ Truy Mệnh. Đây màu 1 đây. Một thế đấu mà Game Thủ Cam Quýt chưa kịp bò bề, chưa kịp bò bề bãi vàng và con giò được bạn chọc ngay vào đây. Rất khó chịu.
mệnh cầm Summer. Ok, lên cái giáp. Rồi ta đá qua màn hình máy của game thủ Hoàng Nguyễn Nhi thì hiệp này xem như thế nào. À thôi. Đây, đây là dân của game thủ màu 2. Một bài đấu vẫn chưa lên đời dành cho game thủ Hồng Anh, bài đấu cầm phone ASEAN. Hay lắm. Tuyệt vời luôn. Cam Quy sẽ xích hết cái đám đông dân này của game thủ người cầm màu 2. Và bên kia là Chí Mệnh đã bắt đầu đánh cho mình là bài 2L rồi. Đây là 2 turn lạc đà. Nhưng khả năng là 2 turn này cũng sẽ khó để cho game thủ Chí Mệnh có thể thủ lại cho người em của mình. Vẫn đang chỉ là trong cái đời 2 á. Ô, một bài lên đời cực kỳ muộn màng dành cho game thủ Hồng Anh. Đấy, như vậy là khả năng Hồng Anh trận này chậm thi đấu rồi. Nhưng mà bây giờ Quýt cũng tham lai không khỏe nha, 16. Quýt tham lai cũng chỉ là 16 thôi. Đây là máy của thủ Hoàng Mai Nhi tham lai 25-28. Bài đấu mà game thủ Chí Mệnh đang cố gắng đi trận lực vào cái cánh này của thủ Hoàng Mai Nhi. Bánh xe chưa lên xong. Đấy, như vậy là bên kia Hồng Anh cũng yếu, nhưng mà trận này Hoàng Mai Nhi cũng đang không khỏe. Hoàng Mai Nhi cũng chưa thì khỏe thì hôm nay bài bình thường thôi. Bài khá bình thường nhưng mà được cái lên sớm hơn so với thủ Cam và Hồng Hồng Anh như vậy. Xe đã co nhưng mà chúng ta chưa thể tích được cùng thời điểm này. Cố gắng để gõ được cái bê ra thứ 3. Rồi hai cung đường đầu tiên nở ra và đến máy của thủ Cam Quýt. 37/32. Cố gắng chém để có thể một tần nở khỏe ra. Bên kia Mệnh chưa mất gì đâu, Hồng Anh thì cũng mất tầm chục dân. Đây là khoảnh rượu của game thủ Hồng Anh đây. Đã có bánh xe rồi, một tình huống phải chưa kịp cho game thủ Cam Quýt. Vâng, xin chào 500 anh em đang theo dõi kèo thi đấu nhá. Vâng, cho anh em một cái giảm thật là vui vẻ nhá anh em ơi. Và hy vọng anh em ta sẽ để cho em Tân chia sẻ và Tân bình luận và Tân like trên khung chat trên luồng livestream này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi đây máy Hoàng Mai Nhi 25/40. Bài chém của Mệnh đang rất khỏe. Đầu tiên thì Mệnh đang ăn được những con dân của thủ Cam Quýt, và bây giờ thì Mệnh đang đi trần lực sang cánh của Hoàng Mai Nhi. Rồi nếu như cánh này Hoàng Mai Nhi gom được cung là tươi đấy. Rồi nếu như cái thủ Hoàng Mai Nhi có thể giữ được tham và gom được cung thì một thế đánh lâu dài đang nở cũng là hệ nở tham nó vẫn ngon. 28 kìa, một tham lai cũng là gần 3 sọi đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Gần 3 sọi. Đây là Cam Quýt 20/32. Đây đây khoanh ruộng của đồng đội mình. Vâng, thời điểm này thì Hồng xin lỗi anh em là Hoàng Mai Nhi đã có cung thi đấu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy Hồng Anh thi đấu nhá. Vẫn chưa thấy game thủ Hồng Anh có những trận thi đấu. Vâng, chỉ thấy Truy Mệnh thi đấu thôi. Chỉ thấy Truy Mệnh thi đấu. Tham lai. Rồi như vậy là hai tham lai ta đang đều hơn. Tham lai tươi đấy. Màu 8 mà mình nhìn cũng là một tham lai số má thời điểm này. Rồi quay trở lại với trận đấu này, thằng này 32/48. Vâng, như vẫn là cái phong cách, vẫn là một cái phong cách những cái khoanh ruộng cực kỳ ấm áp đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Rồi phang con giò đối phương nào. Lạc đà Chuyên Vậy đang rất đông thời điểm này, ta thấy Cam Quýt là người vừa bơm được 100 gỗ cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Và hy vọng tất cả anh em chúng ta sẽ cùng chia sẻ cho game thủ Cam Quýt ở trong buổi thi đấu ngày hôm nay nha anh em ơi. Báo cho anh Nguyễn Tuấn nhá, chào Chi nhá, chào cả anh em, chào anh Hoàng Văn Cường nhá. Vâng, đá qua máy Quýt xem thời điểm này Quýt như thế nào rồi. Vâng, đây là Quýt 17. Và một tham lai cho là vẫn giữ được dân, vẫn có một đạo dân và vẫn có một đạo quân để đi khoáng. Đây là Hồng Anh. Và đây khả năng cái tầm này thì Hồng Anh sẽ là con mồi ưa thích của game thủ Cam Quýt, nhưng mà game thủ Chí Mệnh đang khỏe. Có
cái hệ tham nhỏ nhỏ xúc với nhau thôi. Đang để hai ông tướng và ông thần tham to đánh nhau. Mình cũng sẽ chơi với Hồng Anh. Nói chung là chọn cái con hàng vừa miếng và ở tầm cái hạng cần với thể xúc. Giờ mà đánh bài cái thủ Hoàng Nhi 37-18. Ok, một bài đấu cái thủ Hoàng Nhi đang dẻo trước game thủ Truy Mạnh. Hoàng Mai Nhi đang dẻo. Ba mươi tám trên 48. Ui dồi ôi, rất đông lạc đà. Cái con cung giờ kiến thủ Hoàng Nhi đã là con cung giờ giáp bôn. Chạy thôi, tên này chạy thôi. Rất đông. Thời điểm này chắc là lạc đà Truy Mệnh cũng sẽ là những con lạc đà chém 4 rồi. Một bài đấu cầm Summer. Còn chúng ta cái này chúng ta vẫn chưa thấy. Và vẫn chưa thấy cái thủ Truy Mệnh là cái thế nhà ở đâu, họ tròn méo như nào đây này. Bên dưới 9 giờ. Hoàng Mai Nhi nào. Bằng lạc đà nó phải tính bằng bằng cân. Bằng vốc à. Và không biết cái đơn vị đo lường vốc là ở đâu ra ấy nhỉ. Hình như em thấy đế chế, mỗi đế chế là dùng cái tân vốc. Còn ở ngoài đây chưa thấy dùng vốc bao giờ. Ôi ôi, tình huống mà ta chạy qua đây và bị cái thế mà lách qua những con lạc đà với Truy Mệnh. Và Truy Mệnh phay được khá nhiều cung giờ tuần vừa rồi. Nhưng mà ta đang có hệ cung giờ 93 máu và giáp 4. Điều hay không đây? 29. Vậy e bắt con cung giờ nhỏ lẻ cái thủ Hồng Anh. Hồng Anh trận này nói chung không thi đấu. Hồng Anh trận này không thi đấu đâu. Quyết nào. 18. Ok. Vẫn giữ được tham. Vâng, dần Hồng Anh chưa. Vâng, chạy nhung kè luôn. Đợi tham lại rồi. Tham lại là tươi dành cho hai cái thủ Hà Nội. Tham lại tươi nhá. Vâng, Truy Mệnh bắt đầu mất tham rồi đấy. Đến kia bài Truy Mệnh ép lạc đà. Và bây giờ Mệnh bắt đầu mất những con dân rồi. Và những tân cấu gì ở những thủ Hoàng Nhi cũng đang cho game thủ vừa. Vâng, Truy Mệnh là người gần hết những con lạc đà. Mạnh đều là có dám đấu hay không? Vừa nãy lùa kinh lắm mà nhỉ. Vừa nãy lùa Hoàng Nhi rất kinh. Và bây giờ đến lượt cái thủ Hoàng Nhi sẽ lùa trong tên này. Mình đến lượt mình sẽ lùa. Vâng, bên này vẫn chưa có tình huống đấu quân to. Vâng, lại một cái khe đấu. Vâng, Truy Mệnh đi sai rồi. Có tỷ số là 1-0. Và một bài Hồng Anh lên đời là quá muộn màng. Và khả năng trận đấu này thì Hồng Anh không biết là kin bao nhiêu đây. Một map đấu mà liệu rằng Hồng Anh có kin hay không. Nào, mình nghĩ là Hồng Anh khả năng là không kin đấy. Map đấu này khó, rất khó để cho Hồng Anh có kin. Vâng, tỷ số là 1-0 nha em ơi. Một bài đấu là rất ổn áp đến từ hai game thủ. Vâng, chém được ấy. Một bài đấu Cam Quýt đang đưa cái phong cách đó chém tham lai khoảng tầm 17-18 giữ ổn định thôi, đi móc máy dần đối phương. Hoàng Nhi trận này cũng dẻo trước những cái bài đấu rất rát hiệp đầu tiên của thủ Truy Mệnh.